của Cibishop thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt cái máy hút trọng Muron H400 nha các bạn nha. Thì cái mã này nhiều anh chị mua về thì không biết cách lắp đặt như thế nào, thì bây giờ mình đã tháo tất cả những bộ phận ra rồi. Thì cách lắp đặt thì khá đơn giản. Đầu tiên ở đây là cái một nút nguồn này. Nút nguồn đây nha. Các bạn mua về các bạn cắm nguồn vào đây là xong. Điện 220V. Đây là nút on, nút reply, nút on là nút bật lên. Nút reply là khi mà bị tắt, bị đảo vòng á thì các bạn sẽ nhấc bật chỗ này xuống để nó bị đảo vòng nha. Tránh bị kẹt. Cái mã năm nay 2024 về mã rất là đẹp. Mix màu nha. Đây màu mix màu trắng và màu hồng rất là đẹp nha. Đầu tiên là đây khay là khay chứa bã nha. Đó, khay chứa bã thì các bạn bỏ vào khay chứa bã vậy thôi. Đó, rất bã mà. Và lại đây là khay chứa bã nha, lắp đặt khay chứa bã. Đây là khay đựng nước nha, nước ép nha. Đây là cái trục. Thì cái máy ép chậu Huron là thực chất là máy này là gọi là máy máy dễ lắp nhất hiện giờ luôn. Nó chả gì khó lắp cả. Đầu tiên các bạn bỏ khay trục vào đây. Tiếp theo, ở trên này nó cũng có một cái bộ phận duy nhất. Và đây nó có đánh dấu nha. Đánh dấu để các bạn lắp cái khay đó vào. Đây là nút mũi tên này. Nút mũi tên nha. Mũi tên để các bạn lắp. Đây. À, đây là nút on, nút off. Đây có dấu hiệu này, mũi tên này. Mở khóa, đóng khóa. Hiện tại là đang mở khóa thì các bạn phải đặt đúng cái mũi mở khóa chỗ này. Nha. Đó, đang hiện tại là đang mở khóa nha. Nếu các bạn vặn lại là nút đóng khóa, nó khóa lại. Rất là đơn giản nha. Bạn chỉ cần đặt đúng cái mũi tên, mũi khóa, đóng khóa, vặn lại khá là xong. Rồi sau khi lắp xong cái phần đó thì các bạn chỉ cần đặt xuống đây. Đó. Một đầu là nó sẽ cho ra bã. Đó. Đúng khớp rồi nha. Một đầu này là đầu sẽ cho ra bã, đầu này sẽ cho ra nước. Khi mà các bạn cái nút trên này các bạn muốn bỏ trái cây, ở đây có một cái lẫy này. Nhấc cái này lẫy lên, bật cái lẫy này lên. Đó. Bỏ trái cây vào đây. Thì cái máy ép chậm Huron H400 đây là cái dòng thương hiệu rất là nổi tiếng số 1 hiện giờ, thì nó tích hợp luôn trục nghiền lưới ép ở trong một duy nhất nha. Đó. Rồi các bạn bỏ trái cây, miệng rất là họng rất là to, thì các bạn thoải mái các bạn bỏ những cái loại trái cây hay là nguyên trái táo vào, các bạn ép được luôn, không cần cắt nhỏ nha. Nhiều anh chị không muốn cắt nhỏ thì cho thẳng vào luôn, ép tự nhận diện những cái loại trái cây to hay nhỏ để nó tránh bị tắt nha. Đó. Rồi khi mà dùng nó bị tắt thì các bạn bấm nút này tự động đảo vòng nha. Rồi khi cái loại nước ép muốn khi mà nó nhiều nước ép quá thì các bạn bật này ra, tự động nước ép nó sẽ chạy ra. Đó, nhìn rất là hiện đại, rất là xịn sò nha. Rồi đây là một máy ép chậm Huron đang số 1 hiện giờ. Đây là một cái bộ phận, đây là cái cây để các bạn vệ sinh. Đấy là cái cây để các bạn vệ sinh máy nha. Đây là cái bộ phận gì? Đây là cái bộ phận để các bạn nhồi. Đó, nhồi nha. Đó, đây là tất cả những cái bộ phận của máy ép chậm Huron H400. Hiện tại dòng Huron H400 2024 được Cibishop săn sale khá là tốt về. Giá cả săn sale khá là tốt nha. Bạn nào quan tâm dòng này thì có thể liên hệ Cibishop, được bảo hành hàng nhập khẩu trực tiếp từ Hàn, nội địa của Hàn, sản xuất tại Hàn, được nhập khẩu trực tiếp về, bảo hành đầy đủ cho tất cả các bạn nha. Cửa hàng mình hiện tại Cibishop đang có cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nha. Bạn nào cần thì mình sẽ ship trực tiếp. Những anh chị ở tỉnh thì ship trong vòng 2 đến 3 ngày tùy theo từng thời điểm nha các bạn. Còn Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh thì ship trong vòng 1 ngày nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video clip này hay thì hãy cho Cibishop một like và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn của Cibishop. Lời đầu tiên thì cho phép Cibishop xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả những anh chị quý khách hàng đã xem video clip này, và đặc biệt là những anh chị quý khách hàng đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành Cibishop trong suốt những năm vừa qua. Với kinh nghiệm là đã có nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc tại Đức từ năm 2018, Cibishop luôn coi những anh chị quý khách hàng là những người bạn, người thân trong gia đình. Vì thế, Cibishop không ngừng nỗ lực để mang những sản phẩm chất lượng nhất từ Đức với giá cả phải chăng, chính hãng 100% đến với tay khách hàng tại Việt Nam. Vâng, và nếu anh chị quan tâm sản phẩm trong đoạn video clip review này thì có thể trực tiếp liên hệ với Cibishop để mình tư vấn trực tiếp. Anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0707832828, có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp với mình để mình tư vấn. Rồi anh chị có thể vào website sinhhangduc.vn để xem thêm những sản phẩm khác từ Cibishop. Rất nhiều những dòng sản phẩm tốt, chất lượng từ Đức với giá cả săn sale rất là tốt có sẵn trên website sinhhangduc.vn. Với anh chị, nếu mà anh chị thích dùng Facebook có thể là vào fanpage của Cibishop, hàng Đức chính hãng Cibishop, để xem những cái sản phẩm Cibishop cập nhật hàng ngày trên Facebook. Và nếu mà anh chị có những cái thắc mắc, phản hồi về cái sản phẩm này thì có thể thoải mái bình luận ở trong video clip này.
Rồi nếu anh chị nếu anh chị thấy video clip này hay thì có thể là cho CB Shop một like, và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của CB Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị quý khách hàng trong những đoạn video clip tiếp theo, và chúc anh chị sớm sở hữu những sản phẩm tốt nhất từ Đức, từ CB Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị ạ.